Hello, đường đi xa quá con. Rồi chụp hình phải không? Chờ chút. Nha Trang, thành phố biển tuyệt đẹp với những đảo ngọc yên bình, xanh mát và những bờ cát trải dài đạp sao xuyến lòng người. Sở hữu một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, khí hậu ôn hòa quanh năm, nổi tiếng với các lễ hội biển và nền ẩm thực đa dạng. Nha Trang xứng đáng là thiên đường nghỉ dưỡng, là điểm đến lý tưởng và cũng là nơi an cư tuyệt vời. Giữa lòng thành phố biển xinh đẹp, Chamba Island, Charm Oasis nổi bật như một viên ngọc quý với lối kiến trúc Chamba đầy mê hoặc huyền bí. Không gian xanh tuyệt vời và đường bờ biển dài lãng mạn tạo nên một cảnh tượng vốn dĩ chỉ có trong những câu chuyện cổ tích huyền thoại. Chamba Island, Charm Oasis là quần thể đảo duy nhất nằm giữa trung tâm thành phố Nha Trang, cách cung đường vàng Trần Phú chỉ 1 km, ngay dưới chân tháp bà Ponagar linh thiêng và cách sân bay Cam Ranh chỉ 45 phút. Đặc biệt, vị trí đắc địa nằm ngay cửa biển sẽ đem lại nguồn năng lượng thịnh vượng cho toàn đảo. Với cảnh quan tuyệt vời, thiên nhiên hoàng mỹ, có tổng diện tích xây dựng gần 62.000 m², Chamba Island, Charm Oasis được phát triển thành hai khu nối liền nhau là khu du lịch Chamba Island và khu nghỉ dưỡng Charm Oasis. Như một thiên đường nhiệt đới thu nhỏ, khu du lịch Chamba Island là nơi tập trung tất cả các dịch vụ cao cấp về ẩm thực, giải trí, sự kiện. Tại đây, gia đình bạn có thể trải nghiệm tất cả những tinh hoa của thành phố biển gói gọn trong khu phức hợp nghỉ dưỡng sang trọng và đẳng cấp, bao gồm trung tâm hội nghị với sức chứa lên đến 1.500 khách, hệ thống nhà hàng với đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp phục vụ chu đáo, khu hồ bơi sinh thái rộng 1.000 m² được đầu tư và thiết kế rất công phu, ấn tượng với hơn 10 bungalow massage và spa ngoài trời. Ngoài ra còn có khu vui chơi trẻ em, khu cà phê karaoke, bungalow câu cá dã ngoại, khu tiệc BBQ ngoài trời và khách sạn 4 sao đẳng cấp. Nối liền nhưng vẫn cách biệt hoàn toàn với Chamba Island là khu nghỉ dưỡng Charm Oasis với một khu căn hộ Condotel cao cấp 6 tầng gồm 201 căn hộ và 48 căn biệt thự vô cùng sang trọng và hiện đại. Sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp trải dọc theo bờ sông cái, khu biệt thự Charm Oasis được thiết kế với nghệ thuật sắp đặt tinh tế như những lâu đài nằm trên sóng biển. Đặc biệt, bến du thuyền riêng cho từng căn biệt thự sẽ cho bạn được tận mắt ngắm nhìn và điều khiển những chiếc du thuyền cùng gia đình lướt trên sóng biển thật ngoạn mục và phiêu lưu. Căn hộ Condotel Charm Oasis được thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ theo phong cách tối giản với nhiều không gian mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và gió biển, kết nối hài hòa cùng những gam màu sống động và thanh lịch. Bên cạnh khu hồ bơi dành cho người lớn kết hợp với Coffee Babylon và spa tiện nghi, còn có khu vực dành riêng cho trẻ em, công viên trung tâm và các tiểu công viên với đường chạy bộ, mang lại không gian yên tĩnh tuyệt vời. Đặc biệt, với bãi tắm biển riêng và xe đưa đón tận nơi mỗi ngày, gia đình bạn thỏa thích tắm biển quanh năm, vô cùng tự do, an toàn và sạch sẽ.
tại Charm Oasis. Hệ thống an ninh 24/24 sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho gia đình bạn. Khu nghỉ dưỡng Charm Oasis còn là cơ hội đầu tư lý tưởng với quyền sở hữu vĩnh viễn và cam kết thuê lại với quy trình quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn resort 4-5 sao của chủ đầu tư. Dạo bước trên những con đường xanh mát dọc bờ biển, đắm mình trong không gian lãng mạn giữa thành phố Nha Trang xinh đẹp, tất cả sẽ mang đến cho bạn một cuộc sống thật tuyệt vời, khác biệt và viên mãn. Khu nghỉ dưỡng Charm Oasis, ốc đảo xanh giữa lòng thành phố biển.